làm dưa cải chua vừa nhanh nè, vừa ngon nè, vừa bảo quản được lâu nè, để bạn có thêm một món ăn phong phú cho bữa ăn ngày Tết của bạn. Dưa cải chua mua về rửa sạch, cắt khúc để ráo. Hành tây, hành củ cắt lát mỏng vừa ăn thôi nha. Hành lá cắt khúc. Sắp cải nè, hành tây nè, hành củ, hành lá lần lượt vào hũ hoặc thố bằng thủy tinh nha. Sau đó chúng ta bắt một nồi nước, lượng nước vừa đủ. Cho vào đó nè, đường, giấm và một chút muối. Khuấy đều. Quý vị nêm nha, nêm có vị chua chua, ngọt ngọt và một chút xíu mặn là được. Sau khi hỗn hợp sôi được khoảng 3 phút, đổ hỗn hợp nước đó vào hũ thủy tinh có chứa dưa cải chua sắp sẵn. Để nguội, sau đó bỏ vào tủ lạnh, 3 ngày là có thể ăn ngay. Cách này vừa không mất thời gian phơi cải mà lại vệ sinh hơn nhờ công đoạn nấu nước sôi và không phải chờ cải lên men chua nhưng vẫn ngon không kém. Chúc các bạn thành công!